mỹ thuật nữa rồi, mà cái vẽ rồi Khắc mít đi khắc mẹ ơi. sao vẽ coi vẽ không có giấy vẽ luôn, giấy vẽ không có luôn, giấy vẽ nữa. Ăn được cô. Để lát đi đó thôi. Lại truy bài 7.000 năm bắt đầu. Giờ nó đâu có gì chỗ làm bài đâu. Con chào cô ạ. Chào giáo nha. Bạn nào vào lớp rồi thì mình mở cam lên cho cô nha. Tôi 7:05 mà đó cô. Mấy bạn thấy đề bài chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Giờ là con làm cái bài này giúp hơn cô. Đúng rồi. Vậy là chỉ có toán với lời văn. Đúng rồi con. Cô ơi, cho con lên lầu lấy vở truy bài nha cô. Con để quên hết trên rồi. Đi lẹ nha Đạt, bữa sau con chuẩn bị trước nha. Dạ. Bộ đình ơi, sao cô gọi cho ba không có được cái bộ đình? Ba không bắt máy, ba đi làm mỗi ngày hay sao con? Dạ cô. Ba ở nhà giờ nào để cô biết cô gọi đó con? Mà ba có nhà cô. Hả? Nhà ba cũng có nhà đó. Ngày nào cũng có nhà hả? Dạ. Vậy là không để ý điện thoại cho cô gọi, ba không bắt máy nha. Nói ba chiều nay cô gọi nha con.
Các bạn mở cam lên, các bạn làm bài trên đề này của cô nha, xong rồi mới qua xích nộp bài nha, không có tắt cam nè. Trân trọng khắc lễ mở cam lên con. Rồi cơ. Sao con? À, con lễ cơ. Vậy vậy cái bài số 1 cô A là mình ghi là cái gì, so sánh thôi, mình so sánh lớn hơn hay bé hơn bài gì đó, là mình có cần phải bị giải thích không cô, hay mình chưa cần ghi hết rồi cô, mình có cần gì con? À, ý là là hay mình để so sánh, hay là mình so sánh sau là mình phải giải thích thì sao cô? Ý là mình ghi ra rồi mình ghi phép so sánh thôi con, lớn hơn hoặc bằng hoặc bé hơn gì thôi. Dạ, cảm ơn cô. Mấy bạn mở cam lên nha. Ngọc Thủy mở cam lên nè. Nhắc là 7 giờ 5 cô điểm danh rồi mà giờ hôm nay vẫn còn vắng quá trời luôn. Gia Bảo cơ sở 1 ơi, mở cam lên con. Nếu cách tính mình cũng không có dấu hoặc. Nếu cách tính mình cũng không có dấu hoặc. Ngọc Thủy mở cam lên con. Ngọc Thủy ơi, mở cam lên làm bài Ngọc Thủy ơi. Ngọc Thủy đâu rồi? Chào cô ạ. Vâng. Bạn Thịnh ơi, con ngồi vô, con truy bài cho cô nha. Con đi đâu đó? Ngọc Thủy ơi, mở cam lên. Hãy
Bảo Anh hôm nay trễ nữa nha Bảo Anh. Dạ. Cô cái câu A là câu B, câu A. Cái câu A mà cần giải thích vậy cô? Không. Thì với lại cái câu F nữa, cái câu F là mình phải bằng nhiều ra giống như mình đang tính. Đúng rồi, làm ra từng phép tính một luôn. À, cảm ơn cô. Bạn Ngọc Thủy ơi. Ngọc Thủy hình như không có ở đây truy bài hay sao á. Vào rồi để đó rồi giao mất tiêu rồi. Thừa cộng trừ nhân viên. Rồi bây giờ cô khảo bài miệng nha mấy bạn. Thanh Vân ơi mở mic cho cô Thanh Vân. Dạ cô. Rồi con làm câu A bài số 1 cho cô đi. Dạ. Dạ thưa cô là thưa cô là O C lớn hơn O A cô. O C lớn hơn O A.
Vì sao con? Vì sao ở xe lớn hơn ồ à? Thì OC có 8 cm, OA chỉ có 2 cm thôi. Rồi, đúng rồi. Rồi câu B nè. Con nêu cho cô cách tính biểu thức không có dấu ngoặc. Giờ nó có cái tính biểu thức không có dấu ngoặc. Giờ nó có là nhiều chi trước cộng trừ sau rồi. Là gì nữa? Nếu có lũy thừa thì sao? À, nếu có lũy thừa thì tính lũy thừa trước rồi tới nhân chia mới tới cộng trừ được. Là gì nữa không con? Nếu mà phép cộng không thì sao? Nếu mà phép cộng không thì cũng tính phép cộng trước cô. Rồi. Rồi cách tính biểu thức có dấu ngoặc con. Dạ thưa cô, là tính trong ngoặc trước rồi mới tính ở ngoài ngoặc. Thứ tự các ngoặc con, mình có mấy loại ngoặc lận mà. À dạ thưa cô, là ngoặc tính ngoặc tròn chứ, rồi sau đó tính ngoặc vuông chứ, rồi sau đó tới cái ngoặc chỉ vuông bình thường này. Cái gì mặt gì cái mặt gì Dạ con nói sau cùng con nghe không rõ dạ cái cuối cùng con không nhớ cô. cái mặt cuối cùng là cái mặt nhỏ nha con cái mặt nhỏ nó dùng để viết tập hợp đó rồi Cô con cho viết con nghe gì cô tên có lên nó không có hình đó cô. Con thấy cái hình đó mà con không thể tìm được đó. là sao con. Là nó bảo trong đây có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A và B phân biệt, là con lấy cái gì cho nên con không biết là nó có bao nhiêu điểm mất cô. Không, câu này nó hỏi vậy á, nó không có hình đâu. Con trả lời cái này phải thuộc mà. Cái phần hình học hôm bữa cô Hương cô dạy rồi đó. Cái đó suy nghĩ trả lời nha. Không có Dạ. liên quan gì tới hình hết trơn á. Thời gian Mỹ tắt cam đọc bài đi. Mấy bạn khác là làm bài xong chưa mà tắt hết cam đó. Rồi bây giờ Thanh Vân ơi, con viết cho cô câu C nữa nè. Dạ. Lẹ con ơi, không kịp giờ. Bạn Ngọc Thủy nãy vào là để cam xong rồi tắt cam rồi đi đâu con? Không có đi bài tắt cam cô gọi hoài luôn á. Thanh Vân làm câu C đi Thanh Vân. Dạ con làm cô. Con làm con trả lời cô á. Viết tập hợp B các số tự nhiên khác không và không vượt quá 5. Dạ thưa cô, tập hợp B là bao gồm có số 1, 2, 3, 4 với 5 cô. Rồi cô cảm ơn ha, câu C con làm đúng rồi ha. B là tập hợp các số tự nhiên khác không là không có số 0 ha. Không vượt quá 5 thì mình ba không vượt quá 5 thì mình bắt đầu từ số 1, số 2, số 3, số 4 tới số 5 ha, không vượt quá 5 ha, số 5 vẫn lấy. Còn cái câu B thì lát nữa cô sẽ sửa bài nha con. Rồi. Để cô hỏi vài bạn rồi lát cô sửa luôn. Quốc Khánh ơi, trả lời câu cô B bài 1 con. Nêu cách tính biểu thức không có dấu ngoặc. Người ta hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và ba phân biệt, là ra không có hiểu, không có hiểu.
Nãy giờ con có theo dõi bạn Vân bạn trả lời không? Coi cô cái câu C viết tập hợp B các số tự nhiên khác không, không được đó. Năm là mình có ghi cái bước 2 không cô, hay là mình chỉ ghi cái bước 1 tập hợp thôi cô? Ghi ai mà ghi bước 2 luôn thì càng tốt ha. Cảm ơn cô. Tức là ghi 1 trong 2 bước đúng không cô? Ghi 1 trong 2 bước hoặc là ghi cả 2 bước là đều tốt hết á. Hiểu không? Các bạn làm 2 bước cũng được, làm 1 bước cũng được. Thầy cô đang hỏi câu hỏi tự luận mà. Ghi ra là mai mốt làm các nghiệm thì biết thôi ha. Rồi, Quốc Khánh ơi, trả lời câu B cho cô nhanh nào Quốc Khánh. Rồi, câu B trả lời được không? Xuống câu E nè. Câu A kết quả cũng phải tính là 3 mũ 4 nhân 3 mũ 5. Chúng tôi là bằng 3 mũ 9. Là con giữ nguyên cơ số rồi cộng số mũ đúng không? Con cộng số mũ gì ạ? Rồi. Bài số 4 ra x bằng bao nhiêu con làm tới? À, bài có f làm ra được bao nhiêu chưa? Dạ chưa làm ra. Bài số 2 nè. Nêu các bước viết đoạn văn cảm nghĩ. Xin cô là bước một là đầu dòng phải ghi hoa không nè, rồi không có kết quả mở bài. Tiếp đi con cứ trả lời đi, cô đang nghe nè. Những câu là cuối gì đó, cuối của hết câu phải có dấu chấm. Rồi tiếp gì nữa không? Rồi, lát nữa cô sửa bài câu 2 cho con nha. Câu B con cũng trả lời không được luôn hả? Rồi bây giờ câu D nè, số La Mã. Số La Mã nhìn đề nha, số La Mã vậy có giá trị là bao nhiêu con? Thưa cô, là số La Mã là 15. Rồi, được rồi, cô cảm ơn Phúc Khánh. Bảo Ngọc cơ sở 2 ơi, cô khỏi bài con. Cô biết làm bài ha. Bảo Ngọc cơ sở 2. Bảo Ngọc ơi. Bảo Ngọc, nghe ra cô Hồng gọi không con? Ngọc ơi. Rồi, nó đi đâu? Có lý liên hệ phụ huynh ạ. Mấy bạn làm bài, mấy bạn mở cam, mấy bạn làm bài nha. Tắt là không biết mà có ngồi làm thì bài không nữa. Cô ơi, cho con tắt cam làm bài nha cô. Rồi, Vũ Phong ơi, bật mic trả lời cô nè. Vũ Phong ơi. Dạ cô. Rồi. Con làm câu F ra kết quả chưa con? Dạ rồi. Rồi kết quả x bằng bao nhiêu nè? Dạ tôi cô là x bằng 8. X bằng 8. Rồi con thử thực hiện các bước cô nghe thử nào. Dạ tôi cô là 44 cộng 7 nhân x bằng 10. 13 10 mũ 3 chia 10. Dạ tôi cô là bằng 44 cộng 7 nhân x bằng 100. Xong rồi xuống là viết là 7 nhân x bằng 100 trừ 44 bằng 56. Xong x bằng 56 chia 7 bằng xong x bằng 8 cô. Rồi cô cảm ơn, đúng ha. Rồi câu H nè, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt AB con? Dạ câu rồi. Cô là một
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B? Cho cô là nhiều ạ. Nhiều hả? Cái điểm hai điểm A và B người ta cho bất kỳ ha, thì mình chỉ qua hai điểm đó thì mình chỉ có vẽ được một đường thẳng thôi. Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B thôi ha. Mình vẽ kiểu gì cũng có một đường vậy thôi à. Mình không có thể vẽ nhiều đường được con ha. Nếu mà một đường đi qua được điểm A thì không có đi qua được điểm B. Nên mà nếu mà hai điểm thì mình chỉ vẽ được một đường duy nhất thôi nha. Rồi. Câu Y nè. Số nào chia hết cho ba con trong các số này? Cô là chỉ có một số thôi, đó chính là 246. Vì sao con? Vì nó tổng của ba số đó cộng lại là thành 12, 12 chia hết cho ba số. Dạ. Rồi, cô cảm ơn Vũ Phong. Cô sửa cái câu B bài 1, câu B bài 1. À, Khánh Linh ơi, con làm được câu B bài 1 không? Ngọc ơi, nãy đi đâu vậy con? Dạ, thưa cô. Câu B bài 1 con làm được không? Dạ, được ạ. Rồi, con đọc cô nghe thôi. Bảo Ngọc dạ. Ơi, có nghe cô gọi không con? Không, vừa con kìa. Dạ thưa cô, đây con viết là biểu trước không có dấu ngoặc thì tính từ phải sang trái ạ. Còn nếu biểu trước có dấu ngoặc thì trong ngoặc tính trong ngoặc trước và ngoặc sau ạ. Rồi, cô trả lời bạn nè, cô sửa câu B nè cho bạn Thanh Vân với bạn Khánh Linh luôn ha, cho bạn luôn nè. Ở đây mình có biểu thức không có dấu ngoặc ha. Không có dấu ngoặc thì mình sẽ tính là nếu mà chỉ có phép cộng trừ á thì mình sẽ, hoặc là phép nhân chia không á, nếu mà phép tính chỉ có dấu phép tính chỉ có phép tính là cộng trừ hoặc là nhân chia không thì mình sẽ tính thứ tự từ trái sang phải ha. Trong một biểu thức được không? Nếu mà có nhân chia cộng trừ rồi lũy thừa luôn á. Nhân chia cộng trừ lũy thừa thì mình sẽ tính lũy thừa trước, đúng không? Xong rồi tới nhân chia rồi mới tới cộng trừ. Đó là đối với phép tính là, đó là đối với biểu thức là không có dấu ngoặc ha. Còn có dấu ngoặc thì mình có ba cái loại dấu ngoặc lớn. Là ngoặc tròn, ngoặc vuông và ngoặc nhọn ha. Thì mình sẽ đầu tiên đó là mình sẽ ưu tiên tính trong ngoặc trước, sau đó mình mới tính ngoài ngoặc. Nhưng mà nếu mà có ba cái ngoặc đó thì mình sẽ tính ngoặc tròn trước. Đúng không? Sau đó là mình mới tính ngoặc vuông và tới ngoặc nhọn ha. Rồi bạn nghe câu B chưa? Ôi, dạ rồi. Ai gọi cô? Cô cho con tắt cam đọc bài nha cô. Rồi con. Rồi bây giờ cũng hết giờ rồi, còn cái bài số 2 lát nữa cô chấm báo bài nha mấy bạn. 31 rồi.